Tất cả những người gặp tai nạn, hay những người bệnh đau, hay là bệnh đau bác sĩ chạy, hay những người già yếu, hay là mình gặp sự cố, trôi dạt ở dưới biển khơi, hay là cây đè trong lửa cháy, sợ ma quỷ, quý vị đều áp dụng niệm Phật. Nhớ, áp dụng niệm Phật. Hôm qua có công đoạn như Đức coi, có vị này kể câu chuyện rằng nguyên một chiếc xe đang chạy, thì cái người tài xế họ nghe gì nè, có người nói lật chiếc xe đó đi, lật chiếc xe đó đi. Thì có một người khác lại nói một câu, không được lật chiếc xe, trong xe đó có người niệm Phật. Ông tài xế ông nghe ông sợ quá trời sợ, ông cũng niệm Phật luôn, niệm Phật theo liền. Thì vị thấy rõ ràng, chúng ta đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, bắt điều niệm Phật. Trong phòng ngủ của mình lúc nào cũng để máy niệm Phật, lúc nào cũng để máy niệm Phật. Trước khi ngủ, dỗ dắt bằng câu Phật hiệu, ngủ thức dậy đề xướng niệm Phật liền. Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật, lúc rảnh rỗi móc bấm số niệm Phật, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Mỗi ngày chúng ta nghe hai bài chia sẻ Phật pháp, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, để gây dựng tín nguyện niệm Phật. Quý vị nhớ, mình là người niệm Phật, nghiệp nặng báo nhẹ. Mình nghĩ như vậy thì lương tâm mình rất thoải mái. Còn nếu như mình không hiểu, mình nói tu mà mỗi ngày đi chùa, mà đi chùa thường xuyên mà, bây giờ bị này bị kia tai nạn thì đi chùa chi à, cúng nhà chùa cái này cái nọ tùm lum, bây giờ bị tai nạn kìa, khỏi đi chùa nữa, khỏi cúng nữa. Vì nhớ, chúng ta sanh đến cuộc đời này gọi là oan gia thù nghiệp. Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù tan nhà mất mạng cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ quý vị nghĩ đi, chúng ta ở cõi đời này cái gì tồn tại quý vị? Từ xưa tới nay có ai tồn tại không quý vị? Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng, này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi, rồi tín nguyện niệm Phật đi. Khi thọ mạng đến, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn các con về Tây Phương cực lạc. Về cực lạc là chấm dứt khổ đau. Nghe rất rõ ràng đúng không? Mình có phương hướng rõ ràng, người đã tín nguyện niệm Phật thì không bao giờ trách số phận, trách người, trách ông chờ, trách Phật, không có. Mình cứ nghĩ rằng nhân quả công bằng. Nhưng nhờ mình tu, nghiệp nặng báo nhẹ. Nhớ nghe, nhờ tu nên nghiệp nặng báo nhẹ. Nên những đức nguyện Tam Bảo gia hộ, chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả những người niệm Phật, khi gặp bệnh đau, gặp sự cố gì trong cuộc đời, hãy chân thật, chúng ta nhắc nhở nhau bằng lời chân thật này, thì hãy bình tĩnh niệm Phật, hãy bình tĩnh niệm Phật. Vì chúng ta tin 100%, vì mỗi người chúng ta trong cuộc đời này không có ai tồn tại cả, vô thường, ai cũng sẽ chết. Mình hãy nghĩ nhờ tu mà mình trả quả báo ở thế gian, chánh quả báo tam độ ác đạo. Việc này là Phật Bồ Tát quá từ bi rồi quý vị. Những đức từng nói rằng quả báo thế gian trả một, quả báo tam đồ trả 1 tỷ lần. Quý vị coi 1 phần tỷ thì nghĩ sao? Hãy vui vẻ trả
thế gian này đi. Hãy vui vẻ trả những cái sự cố ở thế gian này đi. Thành tâm niệm Phật đi. Vui vẻ trả đi. Dù gặp sự cố gì, chặt tay chặt chân, què tay què chân, dập xương, ung thư, quý vị chỉ cần vui vẻ trả, thành tâm niệm Phật, tâm trạng không một chút gì bực bội hết, không một chút gì buồn hết, niệm Phật đi, hãy niệm Phật đi, quý vị sẽ thấy vết thương, sự đau đớn đó không đau đớn gì mấy, chắc chắn 100%, và sự tổn thương gì nó cũng sẽ nhẹ nhàng, từ thân lẫn tâm. Sự buồn khổ tự biến mất, chỉ cần nhớ Phật. Hãy nhớ Phật đi, hãy nương tựa Phật đi, hãy tín nguyện niệm Phật đi, và tin rằng một ngày nào Phật sẽ đến rước con tin Phật sẽ đến rước con. Con là một phàm phu nhiều tội lỗi, tính tình tham sân si nặng nề, Phật từ bi, con niệm Phật, con cầu Phật đến tiếp dẫn con. Chỉ có gì cực lạc, con gì bên cạnh Phật, con mới đoạn ác tu thiện được. Ở cõi này con tín nguyện niệm Phật, con đã hiền bớt nhiều rồi, nhiều việc ác con đã không làm như ngày xưa rồi, nhưng con còn những ý nghĩ, còn một số hành động con vẫn còn sai. Nhưng con nguyện tín nguyện niệm Phật, con tin Phật từ bi không bỏ con. Chỉ có gì bên cạnh Phật, bên cạnh cha lành là Phật A Di Đà, con phải hoàn toàn thiện được. Nhớ, phải có tâm đó quý vị à, phải có tâm đó quý vị mới sống trong cuộc đời này, gặp kiếp nạn không bị hụt hẳn. Nên những vị trưởng đoàn, những người dẫn người đi tu niệm Phật, quý vị nhớ, đã người ta biết chuyên niệm Phật rồi, mọi vị còn dẫn người ta đi đầu này đầu kia đầu nọ là vì muốn hại người ta đó. Chính nhân đức mười mấy năm niệm Phật, bao nhiêu việc trong cuộc đời này mình làm được, sống ý nghĩa, sống một ngày vui. Người ta đã được gặp cái duyên chuyên niệm Phật, mọi vị còn dẫn vô người ta đi vòng vo tam quốc để cho người ta nghe thêm, biết thêm. Nên tất cả những người mà mình gặp tịnh độ, mình đã gây dựng được tín nguyện, thì quý vị phải có góc độ sáng suốt, phải có góc độ sáng suốt. Hãy lo cái huệ mạng của mình cho tốt. Quý vị coi bé Phương pháp danh Liên Tịnh, rõ ràng không? Người ta chỉ có 6 tháng một tuần người ta tín nguyện niệm Phật kiên cố, thọ mạng người ta đến Phật rước tại vì cực lạc liền, thấy không? Hãy nhìn từ chỗ đó mà chân thật niệm Phật đi. Vì thấy chùa mình, những người biết ngày giờ giảng sanh, những người ra đi thù thắng, cả ngày ta lên chánh điện ta niệm Phật, đi ra ngoài là ta bấm số niệm Phật, Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm, thấy không? Vì coi phải trong chùa mình toàn là gì không? Quanh năm suốt tháng luôn. Bao nhiêu người, từ con cái, người già, người trẻ đều đi đến chùa mình. Đi đến đây ai cũng tu được hết. Ai nghe cũng thấy mình có phần và thấy mình làm được. Hôm qua có cái tin nhắn cái anh này, anh nhắn tin. Anh nói giống như anh là cũng một thanh niên giang hồ lãng tử, hư hỏng vô cùng. Khi bất chợt nghe được bài giảng của mình, anh nói: "Thầy giảng vui quá, nghe thấy rất là thích, nên cả tháng nay nghe thầy giảng, vui quá vui, cảm ơn thầy nhiều dữ lắm." Mà tin nhắn anh nhắn rất là vui, rất là mắc cười. Thì vì biết rằng, thấy rõ ràng không, những việc đơn giản người ta nghe người ta thấy mọi người ta làm được. Rõ ràng tịnh độ này đi vào tín nguyện, chỉ cần gầy dựng tín nguyện cho thật là mạnh, thì vị coi như bé Liên Tịnh, rõ ràng không, người ta chỉ 11 tuổi thôi, thành tựu thù thắng, quá thù thắng luôn. Thành tựu quá thù thắng, quý vị coi.
vì thấy cái cảnh giới tu hành càng ngày nó càng phát triển là vì sao? Chuyên niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, người ta áp dụng được. Con người sống ai cũng vui. Quý vị à, đời người của chúng ta sống trong cái cõi này làm sao chúng ta mà tránh được những kiếp nạn? À, quý vị, chỉ có tín nguyện niệm Phật để khi gặp kiếp nạn mình nhạt nhẽo cái kiếp nạn, mình nghĩ rằng điều là nhắc nhở con vô thường. Hôm nay thấy người chết, lòng ta thấy ngậm ngùi. Đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Hôm nay thấy người gặp nạn, lòng ta thấy ngậm ngùi. Đời người ai mà không gặp nạn, ngày mai đến mình thôi. Đó đều là sự nhắc nhở. Đề xướng lên liền A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thấy người ta giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, A-di-đà-phật. Thấy người ta ăn nhậu thịt thà, cắt thịt cái ăn, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thấy người ta làm việc thiện, việc tốt, A-di-đà-phật. Vì đem câu Phật hiệu này áp dụng trong mọi lúc, mọi nơi thôi. Bởi vì sẽ thấy thiện cỡ nào. Tất cả những sự cố gì trong cuộc đời chúng ta, chúng ta đều nghĩ nghiệp nặng báo nhẹ, nhờ tu mà báo nhẹ. Nên gầy dựng tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Nhớ, gầy dựng tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Vì sao? Những đức chia sẻ tình độ là gầy dựng tín nguyện, vì tín nguyện quý vị mới không bỏ cuộc. Vì tín nguyện quý vị mới không bỏ cuộc. Nhớ, không gầy dựng tín nguyện nhất định quý vị sẽ bỏ cuộc. Những đức nói cho quý vị nghe, riêng chùa mình, nếu như mà những đức không gầy dựng tín nguyện niệm Phật là người trong chùa mình đi rất là nhiều. Vì sao? Vì người trong chùa mình phục vụ làm việc quá nhiều. Quý vị coi một năm phim ảnh của chùa mình đưa ra quý vị coi thử coi. Thì biết rằng nhân sự làm phim lúc nào cũng phim thừa khoảng có một chục tập phim. Quý vị nghĩ nhiều cái nào chứ? Một năm chờ chương trình lễ tổ chức quý vị coi quá nhiều. Thứ bảy y người ta, chủ nhật chùa mỗi ngày thiệt là đông. Mà tại sao người trong chùa ít có người nào đi? Gầy dựng ngay chỗ nào? Tín nguyện niệm Phật. Người tu tịnh độ mà không bỏ tịnh độ là ngay tín nguyện niệm Phật. Quý vị mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật, quý vị 100% bị bỏ cuộc. Nên người ta đã gầy dựng được tín nguyện niệm Phật mà quý vị dẫn ta đến đầu này đầu nọ lang thang là quý vị biết quý vị đang hại người. Mà người Phật tử tu còn không gầy dựng được, quý vị đi tầm bậy là thất bại. Đi tầm bậy là thất bại. Gầy dựng tín nguyện là việc cực kỳ quan trọng. Một câu Phật hiệu này quý vị làm còn có cái còn quên, trước quên sau. Tại mình không tín nguyện kiên cố nên mình tu thấy mình không có kết quả, cuối cùng mình đi lang thang. Nếu như những đức cũng như quý vị thì cuộc đời tu những đức có làm được gì đâu, có làm được việc gì đâu quý vị. Như những đức cũng như quý vị luôn, vừa nhạt nhẽo cái là đi tìm kiếm gì. Những đức lấy cái gì hướng dẫn quý vị đây? Mười mấy năm nay đi tu chắc cũng không làm được cái gì. Nhờ những đức gầy dựng được ngay có Phật hiệu mà mới được gì. Quý vị coi những công đoạn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông. Có một công đoạn mà ngài nói về bổn nguyện của Thiện Đạo Đại Sư. Ngài nêu lên rằng cuộc đời ngài học thì thôi quá nhiều. Các vị này học quá nhiều, biết nhiều lắm, thông kinh giáo. Cuối cùng các ngài dạy niệm Phật đi, tín nguyện niệm Phật đi. Không lẽ các vị này thua chúng ta hả? Còn Đại Lão Hòa Thượng chúng ta nè, ngài vừa thu âm niệm Phật một cái thời khóa tu,
mà cho những người đệ tử bên cạnh của hòa thượng tu toàn là niệm Phật. Ngài giải rằng đã bao nhiêu năm nay tôi học kinh giáo nhiều lắm, tôi biết chỉ có một câu Phật hiệu giải quyết được vấn đề. Các ông hãy niệm Phật đi. Đó, toàn là những bậc tôn túc, những bậc trưởng lão tôn túc. Chúng ta còn gì mà không niệm Phật quý vị? Triệt Ngộ Thiền Sư, Ngài để là một câu rằng: thật gì sinh tử, phát lòng Bồ Đề, dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Hãy gây dựng tính nguyện niệm Phật đi quý vị. Thật gì sanh tử mà niệm Phật đi. Cả đời Hòa Thượng Ái Hiền niệm một câu Phật hiệu, niệm 92 năm. Có người nói rằng họ thiện căn dày, nhưng sao quý vị không chịu thiện căn dày như họ? Nếu như quý vị gây dựng tính nguyện niệm Phật thì cũng có những người, rất là đông người, người ta sẽ tính nguyện niệm Phật. Như vậy thì là thiện căn dày hết rồi. Nhưng mình lại không chịu tính nguyện niệm Phật thì mình cho rằng mình thiện căn mỏng. Phải làm nhiều việc gì để thiện căn dày? Quý vị nhớ, tính nguyện niệm Phật thì quý vị cũng sẽ làm được rất nhiều việc luôn. Mà tất cả việc đều quy về tính nguyện niệm Phật thì quá thù thắng quý vị coi. Những đứa gầy dựng tính nguyện niệm Phật khuyên quý vị một câu Phật hiệu niệm đến cùng, những đứa có làm nhiều việc không? Quý vị coi những đứa một năm có làm nhiều việc không? Tất cả Phật tử về đây quý vị coi, bản thân những đứa ở đây được Hòa Thượng dạy, những đức có làm nhiều việc cho hàng Phật tử không? Thì coi lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày 4 ngày, chương trình lễ thứ bảy chủ nhật, thứ bảy lớp đạo làm con, chủ nhật cộng tu, không lúc nào mà vắng mặt rồi thiếm thị. Nuôi người già làm bao nhiêu việc đông đúc người ta ị gì, có thiện không? Có làm việc thiện không? Nhưng mà quy về cái chỗ tín nguyện là câu Phật hiệu để gây dựng thiện căn. Đầy đủ thiện căn là ngay tín nguyện niệm Phật, vậy thì là nguồn gốc sâu. Còn nếu như quý vị nghĩ rằng bây giờ mình phải tạo nhân duyên phước đức gì kìa mới đủ thiện căn phước báo nhân duyên để sanh về nước kia, vậy thì quý vị tạo nguồn gốc ngay điểm nào làm? Hay là quý vị đưa người ta lang thang? Mình đưa người ta lang thang hết chứ hả? Tứ tung lang thang mình đưa đầy hết chứ rồi. Vậy thì mắc phương hướng. Bây giờ mình gầy dựng ngay tín nguyện niệm Phật, rồi tất cả việc thiện kia mình làm đều quy về tín nguyện niệm Phật, lấy một câu Phật hiệu làm trung tâm để chân thật niệm Phật. Dù cái việc thiện gì cũng quy về tín nguyện niệm Phật, vậy thì được quá. Còn không có duyên khỏi làm, chỉ cần niệm Phật là đủ rồi. Còn có duyên thì chân thật làm, nhiệt tình hết mình làm. Tại vì sao? Mình phải hiện tướng người tu hành để sống thiện làm thiện, để cho người ta tín nhiệm Phật pháp. Việc này là đúng. Chứ nếu như không có duyên thì một câu Phật hiệu này cũng hoàn toàn đầy đủ. Một câu Phật hiệu này đầy đủ. Nghe gì rồi quý vị coi, mỗi người chúng ta thấy mình có phần không? Trong nguyện thứ 18 nói rằng chỉ cần bạn nghe danh hiệu Ai Di Đà Phật mà chí tâm là câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, đừng nên dao động tâm, thì đời này chắc chắn Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn bạn giảng sanh về cực lạc. Bạn không tin, con bé 11 tuổi liên tịnh nó đã làm cho quý vị coi rồi đó, vì còn không tin nữa thì còn nạp thêm làm gì. Chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật, gầy dựng tín nguyện niệm Phật, gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ sâu. Quý vị nhớ, những đức gầy dựng tín nguyện niệm Phật, nên những đức khuyên điều này: tất cả quý vị Phật tử, quý vị có quyền, quý vị muốn làm gì đó làm. Những đức đâu có cản quý vị đâu, sao cản được? Chùa chúng ta ở đây ở, nhà quý vị ở, việc làm ăn tự lo làm lo ăn. Chúng ta chỉ là đem Phật pháp đưa lên tư tưởng, quý vị tự nhìn nhận cái nào bị làm được, cái nào làm không được. Có những cái mình làm được, có những cái nghe hay nhưng làm không được, tự hãy suy nghĩ lại để rồi mình chọn một phương hướng chuẩn xác. Nên cả đời những đức cứ gầy dựng như vậy, Phật pháp thì đều tốt hết. Ai tu môn nào đó là duyên của người đó. Nhưng chúng ta có quyền tán thán cái môn tu của chính mình. Quý vị cứ tán thán đúng nghĩa,
Chính quý vị áp dụng lợi ích quý vị tan thang. Quý vị thấy những đức đi tu mười mấy năm, bây giờ chùa chiền thịnh vượng đông đúc người tu, vì là cái pháp tu người ta chấp nhận rồi, pháp tu người ta chấp nhận rồi. Ban phục vụ nhiệt tình hết mình, nhưng quanh năm thì thấy ai đi đâu, ai cũng ở chùa lo tu lo phục vụ, ai cũng cười vui vì vậy đây phải không, ai cũng đơn giản gần gũi vui vẻ. Quý thầy tu càng tu lại càng đơn giản, càng bình dị, vì đây thấy đúng không? Chư tổ sư nói rằng càng tu càng đơn giản, càng tu càng gần gũi, càng tu càng dễ tính, đúng rồi. Còn vì càng tu càng cao xa, không đúng. Cao xa đến mức mà ta thấy người ta gió không tới, vậy thì còn gì là từ bi nữa quý vị. Nên từ nơi đó, đơn giản bình dị cũng là một phương pháp để hạ bản ngã chúng ta xuống. Nhớ nghe quý vị, nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người gặp sự cố, bệnh, đau, tai nạn gì, nên nắm chắc câu Phật hiệu, chân thật niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Khi gặp kiếp nạn, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn, vượt qua tai nạn, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.